Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của Truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Bulgaria với các nhà lãnh đạo của Việt Nam và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Bulgaria, Tổng Bí thư trao đổi với Tổng thống Rumen Radev một số phương hướng biện pháp lớn để nhằm thúc đẩy đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới, tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trên các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu vũ trụ. Thông tin với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Rumen Radev khẳng định Bulgaria luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Bulgaria tại Đông Nam Á, coi hợp tác giữa các chính đảng của Bulgaria với Đảng Cộng sản Việt Nam là một kênh quan trọng để củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương. Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Tổng thống Bulgaria bày tỏ nhất trí với các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa. Tổng thống Rumen Radev trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Bulgaria trong năm 2025 nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng thống Bulgaria và vui vẻ nhận lời. Trong chiều cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Bulgaria đã có chuyến tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng tham dự. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Bulgaria nghe giới thiệu thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày. Buổi đầu dựng nước và giữ nước, bảo vệ độc lập dân tộc từ năm 1939 đến năm 1858. Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc từ năm 1858 đến năm 1945. Kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. Xây dựng và bảo vệ đất nước từ năm 1975 đến năm 2024. Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ghi lưu bút trong sổ lưu niệm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam là công trình văn hóa đặc biệt tiêu biểu với các thành phần trưng bày để khách tham quan, tương tác và hiểu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy tinh hoa di sản văn hóa quân sự của dân tộc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế, phù hợp với chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam là một thiết chế đa năng tổng hợp, đặc biệt quan trọng, tiêu biểu của thủ đô Hà Nội và quốc gia. Chuyển sang thông tin khác. Vào chiều ngày 25 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Diễn ra trong 6 tuần, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 3 đã bao quát được tất cả các vấn đề về căn cốt, trọng yếu, có tính chiến lược và cấp bách về xây dựng Đảng và Nhà nước, về nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng an ninh, đối ngoại. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng được nghe các chuyên gia quốc tế trao đổi kinh nghiệm cũng như đi nghiên cứu thực tế tại Hải Phòng và Hải Dương, được lãnh đạo địa phương trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư. Phát biểu tại lễ bế giảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng với những kiến thức thu nhận được khi tham gia lớp bồi dưỡng cùng những trải nghiệm trong cương vị công tác, các học viên sẽ có thêm động lực và nhiệt huyết, không ngại khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, áp dụng những kiến thức mới, kinh nghiệm hay, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xử lý các vấn đề mới phát sinh một cách hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Thưa quý vị, hôm nay hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thảo luận xem xét nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương đã yêu cầu xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong triển khai cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội cũng đã bày tỏ sự đồng thuận rất cao với tinh thần quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng này.
Hiện 70% ngân sách đang phải dùng để chi cho hoạt động của bộ máy, chỉ còn lại 30% là chi cho đầu tư, phát triển. Điều đáng nói, chi nhiều nhưng bộ máy lại công kênh không hiệu quả. Vì vậy, việc tổng kết nghị quyết 18 và sắp xếp lại bộ máy theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực là vô cùng cấp thiết. Lãnh đạo Đảng của chúng ta, Đảng nhà nước của chúng ta đã nói rằng là 30% số cán bộ nhà nước là sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về. Cũng như là chúng ta thấy khá nhiều những cái hoạt động quản lý nhà nước đã trùng lắp, và có những cái hoạt động nhà nước ấy thì các cơ quan quản lý nhà nước thì vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước vừa làm các hoạt động sự nghiệp. Tất cả những cái điều này cho thấy rằng là cái hiệu lực hiệu quả của các cơ quan nhà nước cần phải thay đổi, cần phải chấn chỉnh để cho chúng ta thực sự tạo ra một nhà nước kiến tạo vì dân và phù hợp với lại bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng đồng thuận rất cao với tiến độ mà Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra là quyết tâm hoàn thành việc tổng kết nghị quyết 18 và báo cáo Ban chấp hành Trung ương về phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị trong quý 1 năm 2025. Cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị trước đại hội có thể nói là rất nhiều việc, khối lượng rất là nhiều việc, nhưng nó là thời điểm rất chín mùi và rất là phù hợp để thực hiện cái nội dung về tổ chức, cải cách tổ chức bộ máy. Cái việc mà chúng ta tinh gọn tổ chức bộ máy ấy, sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt để từ đó chúng ta bước vào đại hội 14 với một cái tâm thế nó sẵn sàng hơn, với cái sự chuẩn bị nó tốt hơn. Và từ đó thì giúp cho chúng ta tiến hành đại hội 14 thành công và các bước tiếp theo của chúng ta sẽ được thực hiện một cách tốt hơn nữa. Đại hội 14 là thời điểm bắt đầu của kỷ nguyên mới. Sắp xếp tinh gọn bộ máy tới đây sẽ là cuộc cách mạng, đóng một vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới, giúp đất nước thực sự chuyển mình, bứt phá để đạt được những mục tiêu lớn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thay vì thụ động bán những thứ mình có thì từ 3 năm qua, thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tìm kiếm thị trường cao cấp bằng cách chủ động xúc tiến thương mại, tìm các đối tác ở các thị trường cao cấp tại châu Âu. Đồng thời, thành phố cũng mời các chuyên gia thiết kế đến để làm những bộ sưu tập giá trị cao phục vụ thị trường chuyên biệt này. Chiều ngày 25 tháng 11, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ báo cáo kết quả về bộ sưu tập gồm các mẫu áo, quần, váy là kết quả làm việc của chuyên gia thiết kế người Ý là bà Barbara Eberly với các nhà sản xuất lụa đũi của thành phố Hà Nội. Bà Barbara Eberly là chuyên gia tư vấn sáng tạo uy tín hàng đầu của Ý và châu Âu. Bộ sưu tập được đánh giá cao về chất liệu, mẫu mã và sẽ xuất khẩu sang các thị trường châu Âu. Bộ sưu tập cũng được trình diễn trong lễ khai mạc Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành nông nghiệp thủ đô vào ngày 29 tháng 11 tới. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển thị trường sang châu Âu cho những sản phẩm trọng tâm của Hà Nội là lụa đũi và gốm sứ. Thành phố Hà Nội đã hợp tác với Hội đồng Thủ công Thế giới và các trường đại học của châu Âu để thiết kế những sản phẩm đáp ứng thị hiếu của thị trường chuyên biệt này. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, việc Hà Nội tham gia vào mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu và hợp tác với các nhà thiết kế như thế này là hướng đi bền vững, giúp thương hiệu hàng nông sản Việt Nam định vị và gia tăng giá trị gấp 4 đến 5 lần so với trước đây. Sáng ngày 25 tháng 11 tại ấp 1 xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long An đã triển khai thực hiện mô hình thí điểm và lễ khởi động đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hoàn thiện các điều kiện ban đầu để triển khai đề án. Việc triển khai thực hiện đề án sẽ có những khó khăn thách thức, nhưng với sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc của các hợp tác xã và các cơ quan, doanh nghiệp tham gia đề án, Long An sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra là hình thành 125.000 hectare vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Gắn với đó là tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa. Nhân dịp này, các đại biểu đã tham quan mô hình trình diễn máy gieo xạ,
hàng kết hợp với vùi phân bón trên cánh đồng thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp ấp 1 Tân Tây, đồng thời ký kết hợp tác giữa Hợp tác xã Nông nghiệp ấp 1 Tân Tây và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gieo xạ vật tư đầu vào. Chuyển sang phần tin quốc tế, các quốc gia thành viên thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ cần tăng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP, bởi đây mới là mức có thể giúp triển khai các kế hoạch an ninh tốt hơn, nhận định đã được giới chức NATO đưa ra mới đây. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer cho biết 2% GDP dành cho quốc phòng là không đủ và các nước trong liên minh cần phải đầu tư nhiều hơn để bảo vệ các giá trị cũng như an ninh của mình. Theo ông, con số phù hợp sẽ là 3% để có đủ nguồn lực triển khai các kế hoạch mới. Cũng theo quan chức NATO này, chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ sớm gia tăng sức ép đối với những nước chưa đạt được chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP. Trong năm ngoái, đã có 23 trên 32 quốc gia thành viên NATO dự kiến đạt hoặc vượt tỷ lệ mục tiêu 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn các quốc gia dừng ở mức 2% và chỉ có 5 nước gồm Mỹ, Ba Lan, Estonia, Latvia và Hy Lạp vượt ngưỡng 3% GDP. Ngày hôm qua, Liban đã quyết định tạm đóng cửa các lớp học trực tiếp ở khu vực thủ đô Beirut từ ngày hôm nay 25 tháng 11 cho tới cuối năm do lo ngại về vấn đề an ninh sau nhiều cuộc không kích của Israel trong thời gian vừa qua. Bộ Giáo dục Liban cho biết, quyết định ngừng giảng dạy áp dụng tại các trường phổ thông, viện kỹ thuật và cơ sở giáo dục đại học tư nhân ở Beirut cùng một phần ở các quận Met, Bata và Soub. Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Liban đưa tin quân đội Israel đã thực hiện hai đợt tấn công vào ngoại ô phía nam Beirut chỉ một giờ sau khi phát lệnh sơ tán vì cho nơi này là thành trì của Hezbollah. Ngoài ra, Israel cũng tiến hành nhiều đợt oanh kích Beirut và các khu vực ngoại ô phía nam trong đêm 24 tháng 11, tiếp sau các cuộc không kích trước đó, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 66 người bị thương. Quân đội Israel tiến hành các chiến dịch trên giữa lúc đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell đang ở thăm Liban. Ông Borrell kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thực thi đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, ông cũng cho biết EU sẵn sàng phân bổ 200 triệu euro cho lực lượng vũ trang Liban. Ngày hôm nay, một máy bay vận tải của hãng DHL của Đức đã bị rơi gần thủ đô Vilnius của Litva. Vụ việc khiến cho một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 3 thành viên khác trên máy bay bị thương. Theo cảnh sát và giới chức địa phương, chiếc máy bay do hãng hàng không Swift của Tây Ban Nha vận hành khởi hành từ thành phố Leipzig của Đức tới sân bay Vilnius nhưng đã gặp nạn vào lúc 3 giờ 30 phút chiều theo giờ GMT. Trong lúc rơi, máy bay đã đâm vào một nhà dân nhưng rất may cả 12 người có mặt trong ngôi nhà đều đã được kịp thời đưa ra ngoài an toàn. Máy bay gặp nạn khi chỉ còn cách sân bay Vilnius vài km. Các mảnh vỡ của máy bay đã rơi trúng nhà dân khiến ngôi nhà bị hư hại nhẹ, trong khi các khu vực xung quanh bốc cháy. May mắn 12 người trong ngôi nhà đã được giải cứu. Có 4 thành viên phi hành đoàn được tìm thấy, nhưng một người trong số này đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo thông tin ban đầu, đây là máy bay loại Boeing 737. Trước đó, trạm kiểm soát không lưu không hề nhận được báo cáo về sự cố đối với chiếc máy bay xấu số này.